Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 12, ông Phan Duy Sáng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Văn Phú cho biết công an đang điều tra làm rõ sự việc cô PTH bị nhóm học sinh dồn vào góc lớp buông lời xúc phạm vì băn khoăn nhà trường không can thiệp giúp đỡ cô H. Ông Sáng khẳng định nếu cô H báo nhà trường sẽ can thiệp. Cô H vẫn cầm điện thoại để quay lại sự việc. Cô có nghiệp vụ và kỹ năng xử lý. Ông Sáng cũng phủ nhận thông tin nữ giáo viên này nhiều lần bị học sinh ném dép vào người và lăng mạ nhiều lần. Chưa bao giờ có chuyện cô H nộp đơn xin nghỉ việc lên hiệu trưởng, ông Sáng nói. Nhưng trên báo Tuổi Trẻ đã có bài viết làm rõ vấn đề này. Cụ thể, theo cô H, đây không phải là lần đầu tiên bản thân cô bị học sinh vây nhốt trong lớp. Từ cuối học kỳ 2 năm trước, học sinh lớp 7C đã có những biểu hiện không tôn trọng giáo viên bằng cách không thực hiện nhiệm vụ của học sinh. Đỉnh điểm là 2 tháng gần đây, cô H kể việc cô bị học sinh nhốt trong lớp, đuổi hay chửi, đấm vào lưng giữa sân trường diễn ra thường xuyên. Ngày nào dạy xong bị các em lớp 7C nhốt trong lớp, cô cũng đều báo cáo với hiệu trưởng. Tuy nhiên, hiệu trưởng không xử lý. Ngoài ra, hiệu trưởng còn nói với cô, không dạy học được thì nghỉ đi, đừng báo cáo tôi. Nếu còn báo cáo, tôi sẽ xử lý cô. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Duy Sáng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Văn Phú cho biết, trước đây, nhà trường từng nhận được đơn phản ánh về đạo đức, hành vi của cô H từ 2 phụ huynh. Trong đó có đơn phản ánh của phụ huynh HTG đã được ông Sáng xử lý và trả lời phụ huynh. Cô H đã xây dựng gia đình và có một người con trai đang học lớp 4. Ông Sáng đánh giá chuyên môn của cô H vừa phải. Về tính cách ứng xử với đồng nghiệp, học sinh của cô H, ông Sáng đề nghị không chia sẻ vì các cơ quan chức năng đang làm việc. Về sự việc cô H bị học sinh dồn vào góc lớp, ném dép, ông Sáng cho biết sự việc xảy ra vào ngày 29 tháng 11. Tuy nhiên, ngày 30 tháng 11, cô H mới gửi đơn trình báo. Hôm ngày 29 tháng 11, tôi về muộn nhất trường. Khi xuống phòng thấy cô H nói hôm nay em vẫn bình thường và ra về bình thường, sức khỏe tốt. Hôm sau không thấy cô H đến lớp, tôi gọi điện hỏi sao cô không đến lớp thì cô nói bị ốm, xin phép nghỉ. Đến khoảng 13 giờ chiều ngày 30 tháng 11, cô H đến trường gửi đơn. Lý giải việc học sinh dùng cô giáo vào góc lớp mà hiệu trưởng không biết, ông Sáng cho hay khi xảy ra sự việc, ông không có mặt tại trường. Nhớ lại thông tin hiệu trưởng sẽ xử lý cô giáo, nếu cứ báo cáo bị học sinh chửi bới, xúc phạm thì cô H sẽ biết thông tin cho ai. Mở rộng thông tin, chị DH, phụ huynh của một học sinh tham gia dồn cô giáo vào lớp học cho biết, những ngày qua, vợ chồng chị và cháu DTT đã tích cực phối hợp với công an huyện Sơn Dương để phục vụ công tác lấy lời khai. Theo chị DH, cháu T sau khi đi học về cho biết, cô giáo đã lấy giày cao gót dồn học sinh, cháu T bị đánh 2 phát vào lưng tại lớp 6A. Sau đó, cháu dùng ghế phản kháng lại. Chiều ngày 29 tháng 11, chị DH đã cho con đi khám tại trạm y tế xã Văn Phú. Bác sĩ kết luận chấn thương phần mềm bàn tay trái và bả vai hai bên. Cũng trong chiều cùng ngày, chị DH đã gửi đơn trình báo đến công an xã và hiệu trưởng nhà trường. Lương tâm của tôi bây giờ là nếu con hư, học sinh nhốn nháo như thế, tôi không bên. Nếu với tất cả các giáo viên bộ môn đều bị học sinh ứng xử giống với cô H, thì tôi cho là quá láo. Thế nhưng, chỉ có một mình cô H bị như vậy thôi. Ngày 4 tháng 12, cô H vẫn lên lớp 7C, khiêu chiến với các em học sinh. Học sinh bị bức xúc, chèn ép nhiều quá rồi. Gia đình tôi sẵn sàng, học sinh sai, học sinh chịu, cô giáo sai, cô giáo chịu. Theo tôi, phải chuyển cô H khỏi trường Trung học cơ sở Văn Phú. Còn rất nhiều con em sau này phải chịu ảnh hưởng bởi những phát ngôn không chuẩn mực từ giáo viên này, chị DH nói. Vào góc tường, xúc phạm được nữ giáo viên cho biết đã xảy ra nhiều lần nhưng nhà trường không có động thái can thiệp. Báo Tiền Phong có bài viết. Khoảng 13 giờ 30 ngày 6 tháng 12, công an huyện Sơn Dương đã tới trường. Nữ giáo viên Phan Thị H trong chiếc áo khoác màu đỏ tự lấy xe máy đến trường. Cuộc trò chuyện với cô giáo được thực hiện khi cô Phan Thị H di chuyển từ trường về nhà tại con ngõ nhỏ bên đường. Tại đây, cô H cho biết bản thân cô đang cảm thấy rất buồn. Nói về vụ việc xảy ra ngày 29 tháng 11, gương mặt cương nghị hàng ngày của cô H đượm buồn tâm sự. Đây không phải lần đầu tiên các học sinh có hành động khiêu khích, có lời lẽ trêu tức tôi. Những lần trước, tôi đều đã báo cáo với lãnh đạo nhà trường nhưng không được giải quyết. Khi trò chuyện trao đổi, gương mặt đượm buồn, đôi mắt ngấn lệ, cô H bức xúc cho biết. Ban giám hiệu và chủ nhiệm lớp đều nắm được tình hình từ lâu. Tuy nhiên, khi giáo viên bị các học sinh chế giễu, gây áp lực lại không có động thái nào. Nhiều lần tôi ý kiến, chính lãnh đạo trường còn trực tiếp đe dọa nếu báo cáo nữa sẽ xử lý tôi, cô H nói. Cũng theo cô H, những hành vi chế giễu, sỉ nhục cô xảy ra thường xuyên, nhưng các em học sinh đó vận hành kiểm tốt nên các em càng lớn tới. Cô H còn nhắc tới nội bộ nhà trường với nhiều người không thích cô do cô thẳng tính.
Vụ việc xảy ra, các em quay video chửi bới, khiêu khích, tung lên mạng nhằm hạ thấp danh dự của tôi, khiến tôi xấu hổ. Nhưng thực chất, chính các em lại đang mắc sai lầm. Ở đây, tôi cũng thương nhiều em học sinh ngoan, học tốt bị ảnh hưởng, cô H chia sẻ. Tại buổi làm việc của Công an huyện Sơn Dương với trường Trung học cơ sở Văn Phú chiều ngày 6 tháng 12, quan sát từ bên ngoài, bên cạnh các học sinh liên quan vụ việc, còn có một số thầy cô giáo. Cánh cổng trường luôn có một bảo vệ túc trực đóng, mở khi học sinh, phụ huynh và thầy cô ra vào. Người lạ tuyệt nhiên không được vào khuôn viên của trường. Ghi nhận phần lớn thời gian buổi chiều, cô H, nữ giáo viên liên quan chính vụ việc, chỉ di chuyển một góc sân trường. Khi phóng viên gọi hỏi thông tin, cô H liền bị bảo vệ nhắc nhở, đưa trở lại phòng hiệu bộ. Cập nhật mới nhất thì hiệu trưởng của nhà trường đã bị đình chỉ chức vụ. Liên quan đến video nhóm học sinh có hành vi dồn giáo viên vào góc lớp gây bức xúc dư luận, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa có quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Văn Phú để phục vụ công tác xác minh vụ việc. Theo báo VOV, ngay sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh thông tin và video nhóm học sinh được cho là học tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có hành vi dồn nữ giáo viên vào góc lớp, xúc phạm, hành hung cô giáo gây bức xúc dư luận. Ngày 5 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương và một số cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân nội dung vụ việc này, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc xảy ra tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Cùng với đó, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, trong đó xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc để xảy ra sự việc, đồng thời tăng cường công tác quản lý, đánh giá giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo, thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở các cơ sở giáo dục, phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc quản lý giáo dục học sinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cũng chỉ đạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không để xảy ra việc vi phạm đạo đức nhà giáo, tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo, thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về đạo đức nhà giáo theo đúng quy định của pháp luật, có biện pháp chủ động nắm bắt thông tin tại các cơ sở giáo dục để kịp thời xử lý, giải quyết ngay khi sự việc xảy ra. Ngày 6 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương đã có quyết định số 7710 tạm đình chỉ chức vụ và công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Duy Sáng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Văn Phú để phục vụ cho công tác xác minh, làm rõ sự việc liên quan đến nội dung công tác quản lý giáo viên, học sinh của. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.